In the video I'm going to teach you unit 10, do we have any milk? Okay, so now move to vocabulary and then I will tell you about count and non-count noun. And this is what you are going to divide. And to be clear, how to use noun and non-count noun. But first, we need to read, okay? Now let's follow me, and then I will play the audio or MP3 for you to listen again. Vocabulary, rice, apples, fish, cookies, ice cream, chicken, bread, lettuce, bananas, potatoes, cake, pasta, coffee, milk, tea, juice. So do you understand the meaning? So I think that everyone understand these words because it seems to be that we have already learned, okay? But though all those words we have learned, but we need to practice, okay? For example, so I will give you five sentences and then I will leave the other words for you to make your own sentences. Okay, number one, rice. I eat two plates of rice every meal, okay? I repeat again, I eat two plates of rice every meal. Yeah, so as you know that we have breakfast, lunch, dinner, so this we call meal, okay, not milk, rice. Okay, I would like to give you another one sentence. Rice is very important food for Cambodian people. Okay, now move to number two, apples. Do you remember the, you know, American proverbs? American proverb, mình ấy thật sự phía sách xa rõ ẩm rích. Bạn ấy dạy thà, an apple a day keeps the doctor away. Can you get the meaning? Okay, I repeat again. I repeat. An apple a day, an apple a day keeps the doctor away. Okay, I would like to translate it for you because I want you to remember it. Nhằm phải phong tại mùi, nông mùi thái, áo chia phi cho người bạn. Okay, you must keep the doctor away. Và này thà, nhằm phong tại mùi thái, bệt nâng chia chân chai vì dưỡng này, mà ọt hiên mọc bài dưỡng này. Chẳng bà này thà, nhằm phong mùi thái, thừa dưỡng miên sọc kiếp lò. Okay, this is a for American proverb. Whether you believe it or not, it's up to you. Okay, now the third sentence. Okay, fish. My favorite food is fish. Fish is very good for my body because it contains a lot of protein. Do you know the word protein, right? Protein, cứ protein, dừng dừng phải protein. Okay, now move to the next word, cookies. When I feel bored from my study, I always eat cookies with a glass of milk or with a glass of coffee. Okay, catch up. Again, I always, sorry, when I feel bored from my study, I always eat cookies. I always eat three cookies with a glass of coffee. Okay, so I speak very slowly in order, you know, in order to correct you if you want to
you know, note down the sentences. Okay, now move to the next word, the last word for me. So the last word is ice cream. Okay, ice cream. So I can use in the question, for example, do you like ice cream? How often do you eat ice cream? Where do you buy ice cream? Do you know ice cream can make you fat when you eat a lot of ice cream? Because it's too sweet. Okay, too sweet. Okay, so that's all for my sentence, right? I will read for you again, and then we will follow the MP3. Okay, let's start again. Unit 10, do we have any milk, vocabulary, rice, apples, fish, cookies, ice cream, chicken, bread, letter, bananas, potatoes, cake, pasta, coffee, milk, tea, juice. Okay. Number one, look at number one. Look at the picture. What food do you see? Write the correct letter. Okay. Giao dịch đã. Ở ban cầm tay là dùng mờ rụp hiệp máu hay đặt tam rụp hiệp này ở máu. Ở top video nâng sân máu hay chạm tập cầm lòi lấy chơi chạm cầm lòi ăn. Okay. Let's go. Milk. Page 64. Vocabulary. Listen and check your answers. 1. D. Cookies. 2. E. Ice cream. 3. K. Cake. 4. P. Juice. 5. O. T. 6. B. Apples. 7. L. Pasta. 8. C. Fish. 9. G. Bread. 10. F. Chicken. 11. M. Milk. 12. H. Lettuce. 13. A. Rice. 14. M. Coffee. 15. J. Potatoes. 16. I. Bananas. Okay, so I hope that you get the all correct answer. Okay, and so now let us discuss which word is count noun and which word is non count noun. Do you need to name a how? Can be dừng riêng cả vì đào thơm mẹ nếp bốn cả vì môn midterm exam dừng chỉ chạy nên chỉ trả để tồn tên nâng niềm đề rộp bán hay nâng niềm đề rộp bằng bàn cả bà bà chú mùi để ý để áo cả bà bà chú mùi ơ ơn xăm any. So I hope that you are clear and you can you know easily understand the difference between count and non-count noun. Okay, I like you move it on then. Việc đài it's very easy con cả hai dân lấy mười chân máu việc đài miền e nè việc đài thèm e này thì đạo dân ra dân việc năng cư khao nào lý ai việc tiếng o mẹn việc group ấy chẳng gì thà việc đài nơi nông vùng chỗ cả lão năng tí việc đài ở thèm e năng cư chia năn khao nào. Ok, I read năn khao nào for you again. Rice, fish, ice cream, chicken, bread, lettuce, cake, pasta, coffee, milk, tea, juice.
chỉ tu tới con ở với đi dân cua có thùng co phong đá chỉ tu tới năm thao não cứ dân co tới co mục mọt vì ở bàn cho bạn cù sầm đá u cho thả chiết tập thị trường cứ chỉ năm thao não men thị trường nên sang được ở năm thao não tea water oil milk coffee okay juice wine cứ chia năm thao não understand năm thao não mùi tiết tí phí cứ chạy tôm nâng rồi bỏ này thì tôi về nên chờ được là với nhỉ bỏ này để vì tôi về chúng tôi rồi đôi hair đôi sand đầy sạch ấy chứ khi chặt tóc thái chia năm thao não because it's very hard to count. How can you count rice? How can you count sand? How can you count sugar? No one can count sugar, right? Mình nè à nè nè ai mà rob so so rob mà rob 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 bài mình chẳng nói chuyện rob mà rob 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 đi, cứ kia đại rob chẳng. Ok, bị tội gì? Rob đại bị thông phí, cô kia rob thái chỉ nên count nào này thông vì kì chặt tha chia năng khao nào kì chặt bia tha chia năng khao nào ok ưu tiên họ pizza is năng khao nào yeah cheese butter năng khao nào anh bố này có bắt chóng chờ nó miền này không có năng nhầm hộp tờ tại anh nhé mối ok tạm bất tử thì thằng lấy thì giá bị khác cầu kỳ phan khao nào này hay là anh khác cầu viên trời phan nông năng khao nào này đối sọ dân đối nghĩa đấy thì khác cầu viên phan nông khao nào hay thì khác cầu viên phan nông năng khao nào vì đây sọ mùi từ sáy để cho một bài tốn thì là dạy thá a hair is in my plate of rice thế vì nó biết đây thì khao nào vậy nhỉ hồi dân xuống một bạn chẳng nắm hiểu dụ tới very easy công phần riêng dư tư của ôn nè mèn dư tư của ôn chết tích tí đi cứ như riêng chầm năm tí tích mà đo nè dư tư bàn trường tới dư tỏi ok chầm năm mùi tiết của phục bảo vệ ưu cho than money chỉ năm khao nào là tốt tại đó bị dư bàn chạy tới chìa con lùi riêng mai Cambodian real right real ba dollar hoặc ba nếp ôn $1, $2, $3, right? $1, $2, $10, $100, rupee, lươi miếng. Vì nâng dư rõ ba này. Tại money, you can count money. In the morning, when you before you go to school, you ask your mother, Mom, can you give me mà lươi, bì lươi? No one. Your mom will not understand. Ấy kia mà lươi vậy? Mẹ nếp ôn. Chẳng kì ẩm dây chẳng kì ghi dây tháo mà I need, can you give me 10,000 real or 20,000 real thì em mà mơn phi mơn mà chẳng ok, I hope that you can understand it dưới mơ mùi tiết ưu cho ta trường là cả jewelry no one can count jewelry còn đây bên chiên xe cổ xe này dưới hai rõ bà này bán furniture trường xung hà râm rõ bà này hót bà này tay tập tu cái ấy rõ bà ok, miền tràn tiết hãy chờ con để bà phía bây để dân cua chân nằm khách làm bây riêng phá nó không nằm thảo nào này nó không bị riêng môn dân bàn riêng clear chỉ tràn làm bây vô tập ra cho mình nằm thảo nào này cho ta a bag of sugar a can of soup, a loaf of bread, a bunch of bananas, a jar of mayonnaise, a dozen eggs, a quart of milk, right? A pound of cheese. Yeah. Mean chan the tip. The bone to rin clear mui mui nang ban pa lo. For example, person ba bone chose to ta. How much water do you drink per day? Hay con gì thắng? Teacher, I drink 6 glasses of water every day. Okay? 6 glasses of water every day. Con ở dưới thắng, teacher, I drink 2 water every day. So, they will not understand you. Khi ở dưới thắng, teacher, nhằm phí tật nông một ngày.
ấy cái vị thực ai miền này tỉnh thì chẳng nói dương pha nhằm tập vị cao nhằm tập bảy cao buôn cao phạt cả. Okay, for me, I drink 2 glasses of coffee every day. Okay, I drink 2 glasses of coffee every day. So, how many plates of rice do you eat? Plate, P-L-A-T-E. Chan, nhâm bay phần bán chan. À lấy ôn thăm, mà ngay nhâm nhâm pram chan. I eat 5 plates of rice every day. I eat 5 plates of rice every day. Yeah? Cứ khi rộp từ được chàn. Nâng ngay để dừng trở liên trả nước nông năn khảo ngọc. Okay, let us move. Yeah. Part 2, pair work. Do you like the food about? Tell your partner. Okay, if you have someone live with you in the room, your roommate, so it's better to discuss on practice with him or her. I like rice, I like fish, I like pasta, how about you? So just try to ask your friend. Cái riêng thì vậy xua kia nên có ổn mẹn khuyên play play chăng ôi play 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 chăng mạnh dễ dứt chứ là tục cháu á mẹn đi vô chất không hỏi rút cao na đẹp ôn căn tài nữ dây căn tài ác một vọt tìm một ngày đông ngày ôn căn tài miên confidence tài ôn sân thà nấc màn một đoàn. It's true. Được chờ bạn chúc sân mà nẹ môn môn chăng quát miên confidence mẹn tên tôi bây thà ông lê quát start from lower level but they dare to speak English with me. I don't mind, they make mistakes, but it's okay, I'm happy. I'm very happy to converse or to speak English with them. Okay? So practice a lot every day will improve your confidence in using the language. Confidence, nâng mình này thả phiếp, chưa chạy lực tuần ánh, chưa chanh phí ca khá hà nâng ánh. Thì tôi tới nhà riêng tôi xong lý sốc mai dưỡng tầng kế tầng chớ cứ miên ả rò mũi cứ mặc kế thì khói sau ọc chọn hiện thì ông lý đi khói khó dây tư khó tư kia sau dây khó tư kia mặc kế dần dỗ một ngọt tư tục nà đi thưa đôi chí rương thông nhưng tôi ta vẫn biết miên rương ấy thông tê tê đẹp ôn vừa khó của tôi mà dây khó của tôi bởi ôn trên miên là cặp kia giá không chỉ đến ôn lần sau chúng tôi kia mà oh that is my mistake. Okay, thank you very much for telling me the mistake. I will try to correct it, and later I will not show it again. Bây giờ khi phép mistake dương máu dương ô quân ghi bên phòng hơi dương sợ bài kia của sao bài mùi dương. Right, chân hỏi ở đây thì dương trời vỡ cứ chưa chạy lực hồn ấy nó ca pra pra phí xa. Còn là dương gì ở miền thiệp chưa chạy you make a lot of mistake, of course. Because you speak with, you know, with the lack, you know, lack of confidence will not make you speak better. With for all kind of you, but you do also law. Chẳng hỏi, trở tại khóa hàn, lấy đảm bày ở khóa hàn, bình chạy pháp ôn phân chữ khóa hàn mềm. Lấy châu mong xâm thần địa máu. Number one, complete the conversation, then listen and check your answers. Bananas, milk, orange juice. Okay. នៅក្នុងឃ្លានេះបងប្អូនត្រូវរៀនមើលចែកឧទាហរណ៍បើយើងឃើញ bananas អូអានេះ plural តាអូ milk noun noun អូអានេះក៏ noun noun ដែរអញ្ចឹងយើងមកមើលព្រោះអ្វីដែលយើងមើលពីដិតអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ត្រូវតាមត្រូវអត់ខុសទេឥឡូវជឿអានឲ្យតែចឹងណាតាមពុទ្ធនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវ practice ខ្លួនឯងជាមួយដៃគូទេបន្តែដោយសារយើងតាមអនឡាញអញ្ចឹងយើង practice នេះសិនមកឲ្យបងប្អូនប្រកបណាបងប្អូនរៀនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់គ្នាហើយបងប្អូនអាចយកពេលហ្នឹងទៅ practice ជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏ស្អីស្អីរំលឹកជាមួយគ្នាឬក៏បងប្អូនពីចេញទៅក្រៅណាត់គ្នាទៅញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅអាច practice ទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរយ៉ាតែបើសិនជាអាចចង់ថាកម្អោយស្ងាត់ហើយជឿទៅដែរក៏មិនបញ្ហាដែរអូខេJust kidding. We have dough and clear. Oh no, we don't have any food. Do you want to go shopping?
I can't. I have to work tonight. Well, I'm not busy. I can't go. Really? Great. We need some. Can you tell me? We need some milk. We don't have any. Oh, I can buy some. What else do we need? We need some orange juice. We need some banana. We need some orange juice. Yes, we don't have any banana either. Yes, we do. They are on the stove. Nè, ở trong khối thứ 3 này cứ có cắt chiếc banana hay các bạn hãy ban chơi thay chiếc banana. Ôn mơ nơi trong rung phía bỏ dân khơi chơi nơi lượt nơi lượt lại chiếc kitchen bỏ kế nè. Can you see banana on the kitchen, right? That's why the last one, number 3, we complete bananas. Okay? Chân lấy mùi lý phí và cắt chiếc meal hay nâng orange juice. Yeah. Chẳng hãy bạn môn nâng phổ bình dưới mưa tàn nâng nó, dưới mưa tàn nâng, hay mưa rút tiếp thì vô vì ai thử lại chọc nha. Chẳng dừng đăng thả thử lại 10 năm nha. Ok, lời chơi chào anh tạch tới vô càng xong tình yến sẵn khăn á, để sẵn khăn, bèn sẵn khăn đáng, sẵn khăn bèn tên nó. Ok, let's start. Oh, just wait. Page 65. Conversation. Complete the conversation. Then, listen and check your answers. Oh, no! We don't have any food. Do you want to go shopping? I can't. I have to work tonight. Well, I'm not busy. I can go. Really? Great. We need some milk. We don't have any. Okay, I can buy some. What else do we need? We need some orange juice. Yes, and we don't have any bananas either. Yes, we do. They're on the stove. Yeah, so, oh no, we don't have any food. Pi o no nó cứ dừng prá nà pi na tại con hàng chạy pi you know, unfortunate, away the young admin, regarding an or a cat land or young. Oh, after the link, young and oh no, after the link, jump with the phone, admin that like that bad. Oh no, Pongarin, a case need like bad. Young oh no, right? Pong the hell that by snank quiet mouth. Oh no, we don't have any rice. Yeah. Mình nói là nông sự thân thiệp bạc bấn cứ dừng vào, oh no. Dừng khỏe nhưng đôi cửa mò, dừng cửa mò như vậy bạc mò. Tê tê, ọt miền bài tê, dừng trở nó, ọt miền bài sao. Thì chẳng hạn là bàn tay này không phía xa bỏ kế cứ dừng thở. Tê tê, ọt miền hà, anh nhằm tê. Dừng, oh no, we don't have any food. Do you want to go shopping? Yeah. Well, I practice and learn the most. Do you want to go shopping? I can't. I have to work tonight. Well, I'm not busy. I can go. Really? Great. We need some milk. We don't have any. Nhóm on the board leg, nhóm ai tới bàn ta. Man, ấy. Bất chiều, ọ chà, man. Dương trời cá tình. We need some milk. Milk. Dương miền ấy thay dương trời cá tình. Đọc tu. Dương miền đọc tu tì. Nhưng mà chẳng thể khắc lại ấy đi. I can buy some. Ok, chẳng nhầm nâng tình. Nhầm tình cho đọc cố hay miền thời cãi kia tí. Nhưng thời ca tất lại chơ tất rồi. Nhưng bà nhá, thời ca tất lại rồi khắc lại. Sa mặt bàn đồ này đi khắc lại từng phần nào đi. Chẳng còn là thay dương thời ca tất lại rồi. Ô bà, hơi dương của miền thời chơi không đài nè. Lấy đi để chơi chọn ở chân anh. And we don't have any bananas either. Nong ka pae pat de sai kue phong dae nang kue jeung pra either. Tae boe bon bon phi jeung ve chan na pa me too. I want to go to the market. Me too. Oh, I don't want to drink coffee. Me too. Me too lo. Yeah. Anang kue che ka khong chong hai. Jeung pra me too nang ban a srob te.
nâng either nâng cư dương prime không biểu phải sản vì sao? Vì một cái dương ọt trong ọt chú chân ọt trong vừa ấy mũi dương ọt trong đá dương dược phở either nâng trong hắn sản một cái dương ọt trong em pizza có ọt trong em pizza có hate pizza dương hate này dương 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 prafi either ok dương một việc mũi tiết cư there on the stove thì cái stove ấy stove nâng cư trong tràn dạ trong tràn so move to number two. This one, they want you to practice for the second time and third time. Pairing the prab and what the moon, maybe be in the way later. How you are going to move on here? Oh, no, we don't have any food. Do you want to go shopping? I can. I have to work tonight. Well, I'm not busy. I can go. Really? Great. We need some chicken. We don't have any. Oh, okay, I can buy some. What else do we need? We need some bread. Yeah. We don't have any cookies either. Yeah, we do. They are on the stove. Yeah. And chẳng những cái mô tả mình nó, chẳng không xong thì nhiều mối dương xong thì bán vậy đó. Chị tôi tới chờ Canadian cho chất ăn ở Watt miền kia. Udo tham phản chờ mẹ mình nó ngồi gì đó ngồi diễn thử tải thử họ mưa nè ta ta quạt diện cay cay hay quạt diện viền vui chẳng á châu chết ăn quạt chẳng vui chết quạt tới ăn quạt thì mình nè ăn quạt nữa về để chờ ăn quạt được thì mỗi chờ mưa thì phơi thì phí mưa mưa hay thì bấy mưa thọ lại thì buôn đi bán lên mưa này phải ăn đồ như bàn chờ đào tu diệt đồ tới mà đòn mùi thì clear tới hay tới màu đồ clear dần tới dùng dùng trăm suất mò thôi bạn đang dùng trăm luôn này thôi dùng Yopi contact bao viêm mò Yopi contact để thử pra mò thôi à tuần luôn tình tình đang tầm khăn á mình đừng thà tầm khăn phần là đi còn còn tập ổn sản tầm tinh sản bọt mờ đấy à lấy dương mờ nằm khâu nào cứ thu khâu này nằm khâu nào language practice cả anh vật hai cam phía xa count and non count nouns niềm rõ bán hay là niềm rõ bán dường mơ niềm rõ bán there's an apple tập về plural there are two apples tập về plural tiết there are some potatoes hay dường mơ non count noun there are some lettuce there are some juice too không ví dụ mình kia đã ở bộ ngôn cục mà bởi dương trên của bài trên mưa thu phê từ kia đó lấy chơi thao chuẩn bay chuẩn bay chuẩn rung mùi mùi nó không khao nào nó không khao nào niềm rõ bản những cái chạy ở cổ nó chuẩn rung thì mũi bởi dương phá cho mũi singular singular cứ ơn mà chẳng hay dương phở đẻ ý nó ông cho ta đẻ ý lấy chơi ăn cắt mỏ nó tạm kì there's an apple họ tại bài sai there isn't an apple is there an apple hay dùng cho nó yes there is no there isn't clear thì mình đã bày tìm đúng nó nghe there's an apple there isn't an apple is there an apple yes there is no there isn't ôn thử hiện tinh là tìm đúng nó ngay chăm hay muốn tiền there are two potatoes okay there are two potatoes khi cái nào như theo chúng muốn ôn miên potato miên tông tây cái đây thì đặt lấy mà đặt two đặt three đặt four đặt five mà mình chắc là đọc thường giống như practice giống như sổ there are two potatoes. There are two potatoes. Are there two potatoes? Yes, there are. No, there are. Thế. Họ nè. Trong khối này của dương thử tình như thế là sao biết đâu nó không phải chỗ. Sắm này biết đâu nó không phải chỗ. Tùm nú hay nó phải sản. Ok, for example. There are some potatoes. There are any potatoes. Are there any potatoes? Yes, there are. No, there are. Thế. Và lấy dương mơ mơ năng khảo nào. Niêm đại rộng bằng bàn quỳnh there are some letters ôn bộ con thì cho hắn chờ mấy ba phở sáng xăm mấy thế là khoác lăng khó thế nhỉ dương mong bị dương trên cái prai là khoác lăng đấy khi ai prai thì mỗi năm khao nó hay dương bằng prai là khoác lăng dương mơ miên miên sả lạc chẳng tới miên sả lạc there are some letters there isn't any letters is there any letters yes there is no there isn't thứ nhất cùng rong viên chứ còn mình để ai thế phụ viên năng thao não nói cái năng thao não nó cứ việc mình sinh là phụ rõ thế còn cái dương phai chỉ một dạy trẻ nó ok dương phai chỉ một dạy ok mũi tiền there some juice too
Nhưng mà trong đoạn thứ there are some juice, there isn't any juice. Is there any juice? Yes, there is. No, there isn't. Okay. Sau lúc hạt nít ôn thời thừa ở nè, ôn thời thừa lúc hạt ở hơi chờ nhà lúc hạt thành tiết để nông vượt bụng nâng đầm bè ôn thừa hay dạ như miền bây giờ còn phần thành thì tiết đầm bè tụi bà ôn thừa lúc hạt trong ôn mòn chờ ở ban sân lúc hạt class vừa đến phần thành tụi bà ôn thừa nông thứ hơi chờ nông sân miền lúc hạt bằng thành tiết. Ok, như mưa sầm hơi ending. We have some cake. Person or chơi cho các bạn xét. We don't have any cake. Yeah. Do we have any cake? Yes, we do. No, we don't. We have some bananas. Okay. Khi trong phim ở dương mưa. Vì miền cake này mình bán ra bán của vì mình thằng nào. Oh, banana mình ra bán của vì plural. We have some bananas. We don't have any bananas. Do we have any bananas? Yes, we do. No, we don't. Okay. Any, there isn't any milk. There aren't any cookies. Are there any bananas? Yes, there are. Do we have any milk? No, we don't. Chúng ta on check back. Hỏi và mình vô phần nào on comment xả xuống phần thám. Được rồi, năng thưa video mới tiếp làm bài từ giờ media này. Thank you for today. See you on Monday, okay?